Kính thưa quý vị và các bạn, bữa nay chúng ta đi vào thủ pháp lục khí. Trong thủ pháp lục khí thì chúng ta nói đến phần âm châm, mà chúng ta sẽ chọn bộ âm thổ ngày hôm nay. Bây giờ quý vị nhìn cái hình bàn tay thì quý vị sẽ thấy những cái điểm như thế này. Trong cái thủ pháp lục khí của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy cái bộ mặt được in nhỏ dưới này. Phần bên trái và phần bên phải. Phần bên trái thì in đậm ở cái bộ thổ phía trên cao. Bộ mộc in nhỏ và bộ thủy in nhỏ. Đó là phần bộ huyết. Phần bộ khí chúng ta sẽ thấy bộ hỏa, bộ kim và bộ thở in nhỏ lại. Như vậy nó sẽ làm nổi bật cái bộ thổ này lên. Ở đây là hệ âm châm, cho nên chúng ta sẽ thấy các huyệt nó được tập trung ở mặt bên trong bàn tay, tức là lòng bàn tay. Và phần bên ngoài thuộc dương thì chúng ta chỉ có hai huyệt nó được liên hệ đến cái hệ âm châm. Khi nào chúng ta sử dụng bộ âm châm và khi nào chúng ta sử dụng bộ âm thổ thì quý vị xem ở chỗ này. Khi nói đến âm thổ, tức là nói đến bộ thổ của bộ mặt, tức là bộ thốn bên tay trái. Ở bộ thốn bên tay trái, nó đi quá mạnh hoặc đi quá yếu thì chúng ta sử dụng bộ thổ. Khi nào chúng ta sử dụng âm châm thì chúng ta sẽ có hai nét căn bản. Một là hầu như các bộ kia để nhẹ tay hay là ấn xuống hơi mạnh tay, tức là ở độ phù chúng ta không thấy gì hết, tức là mặt nó đi chìm xuống, mặt nó đi trầm xuống thì chúng ta sử dụng bộ âm châm. Cái đó là cái nét căn bản thứ nhất. Cái nét căn bản thứ hai là bộ âm tức là mặt ở bên tay trái và bộ dương, bộ mặt ở bên tay phải. Hai bộ này nó ngược nhau. Bộ âm tất cả đều đi trầm, bộ dương tất cả đều đi phù, tức là thốn quan sách bộ âm nó đi trầm, thốn quan sách bộ dương nó đi phù. Đây là mặt nó ngược nhau. Hoặc là thốn quan sách bộ âm nó đi phù, thốn quan sách bộ dương nó đi trầm, thì một bên phù một bên trầm là mặt của nó ngược nhau, nó chưa thông thì chúng ta sẽ sử dụng âm châm hoặc là dương châm, dùng âm để chữa cho dương và dùng dương để chữa cho âm. Thì ở đây tôi giới thiệu mặt của âm. Tôi nói lại, khi nào chúng ta dùng âm châm? Khi mà tất cả mặt đi trầm. Điểm thứ hai là mặt một bên, bên trái hoặc bên phải nó ngược nhau. Thứ ba là ở bộ thổ nó đi quá mạnh hoặc là quá yếu, mạnh nhất hoặc là yếu nhất là chúng ta sử dụng bộ thổ. Khi nói đến bộ thổ, chúng ta phải so sánh đến bộ thử, tức là bộ xích ở bên tay phải. Hai cái lực mặt này nó cũng nghịch nhau. Thổ quá mạnh, thử quá yếu. Thử quá yếu, thổ quá mạnh, nó cũng nghịch nhau. Lúc bây giờ ta sử dụng thổ để điều chỉnh cho nó và điều chỉnh cho cái lực mặt nghịch với nó là thổ thử. Một cái điểm nữa là chúng ta sử dụng thủ pháp không những chữa bệnh cho thủ, tức là tay bị đau chúng ta sử dụng thủ pháp, và đồng thời chữa luôn cả cái phần túc, phần chân bị đau cũng vẫn dùng thủ pháp. Chúng ta có thủ pháp để chữa cho túc pháp ổn định phối hợp để chữa cho thủ pháp. Thì ở đây chúng ta nói đến bộ âm thổ là chính ngày hôm nay.
Bây giờ chúng ta sẽ xem về phần ở bên trong lòng bàn tay nó thuộc âm. Thì ngón tay cái nó có đường kinh phế, ngón tay trỏ bên ngoài nó là kinh đại tràng, thì bên trong nó là kinh tỳ. Ngón tay giữa là kinh tâm bồ đề, ngón tay áp út bên ngoài nó là kinh tam tiêu, thì bên trong nó sẽ là kinh can. Ngón tay út nó có hai đường kinh, bên ngoài nó là kinh tiểu trường, thì bên trong nó là kinh thận. Ở bên trong này nó là kinh tâm. Như vậy khi gom 6 đường kinh thuộc về thủ và túc vào thì chúng ta sẽ có 6 đường kinh âm: kinh phế ngón cái, kinh tỳ ngón trỏ, kinh tâm bào ngón giữa, kinh can ngón áp út, kinh ngón út ở chúng ta có bên trong là kinh tâm, về bên ngoài là kinh thận. Thì đây là 6 đường kinh âm. 6 đường kinh âm này đại biểu cho 6 kinh âm ở trong cơ thể. Các lóng thứ nhất chúng ta có 3 lóng tay, lóng ở giữa và lóng bên dưới. Thì 3 lóng này được biểu thị cho tĩnh, vinh và du. Kế đến là cái đường kẻ từ ở trên lằn chỉ cổ tay chúng ta đo lên khoảng nửa đốt ngón tay. Thì cái đoạn này cho đến du huyệt chúng ta chia làm đôi. Thì cái đường kẻ mà ở gần cổ tay nó là huyệt hợp, và đường chính giữa nó sẽ là huyệt kinh. Thì ở đây những cái phần bài giảng trước tôi đã giảng rồi, bây giờ tôi chỉ ôn lại. Thì đây là bộ thổ. Thì chúng ta sẽ kiếm cái đường kinh tây làm điểm. Thì chúng ta sẽ có tĩnh huyệt, vinh huyệt, kinh huyệt và hợp huyệt. Thì ở trên đường kinh tây, tức là ngón tay trỏ bên trong, nó sẽ có 4 huyệt căn bản. Đồng thời, ở trên kinh tây thuộc thổ, thì nó sẽ là tĩnh kinh âm, nó sẽ đi với hợp kinh dương. Ở đây chúng ta có kinh tây thuộc thổ, thì chúng ta sẽ có kinh đệm thuộc thử. Thổ thử nó đi nghịch nhau, tĩnh kinh âm đi với hợp kinh dương, tức là đường kẻ bên ngoài nó thuộc về kinh đệm và nó sẽ nằm ở huyệt hợp, tức là ở gần thành trì cổ tay. Kế đến, vì nó là kinh tỳ không có huyệt du, thì kinh thử tức là kinh tâm sẽ không có huyệt nào hết. Các kinh còn lại, kinh phế, kinh tâm bào, kinh can và kinh thận, nó sẽ có 4 du huyệt. Ở đây hình vẽ nó sẽ biểu thị rõ ràng. Và các kinh 4 du huyệt đó, nó sẽ có huyệt hành mang theo là hành thổ. Thì như vậy chúng ta thấy kinh phế huyệt hợp hành thổ, kinh tâm bào huyệt tĩnh hành thổ, kinh can huyệt vinh hành thổ, và kinh thận là huyệt kinh hành thổ. Thì đây là các huyệt thổ, nó sẽ đi kèm với huyệt du. Trong đó chúng ta thấy cái kinh tâm bào lạc là nó có huyệt tĩnh của kinh âm, nó sẽ đi với huyệt hợp. Cái tâm bào thuộc hỏa, nó sẽ đi với kinh thủy. Thì như vậy bàn tay thuộc dương nó sẽ có hai huyệt hợp, bàn tay thuộc âm nó sẽ có kinh chủ là kinh tỳ, và 4 kinh còn lại nó sẽ mang huyệt du. Thì đến đây tôi lý giải trong cái phần mà hình vẽ về phần âm châm, bộ thổ, âm thổ, thì các kinh âm biểu thị cho lòng bàn tay, các kinh dương biểu thị cho mặt ngoài bàn tay. Ở mặt ngoài bàn tay nó chỉ có hai huyệt, nó liên quan đến tĩnh huyệt của kinh tỳ và kinh tâm bào, là hai đường kinh có tĩnh kinh âm, nó sẽ đi với huyệt hợp của kinh dương. Thì đây là chọn bộ cái này chúng ta có 14 huyệt thuộc về âm châm. Thì kính thưa quý vị muốn tìm hiểu thêm thì quý vị có thể vào học thể châm, tức là bài học châm cứu và mạch lý từng bài một, thì quý vị sẽ hiểu rõ về cái phần này. Thì tôi chỉ đưa những các cái bộ huyệt lên trên bàn tay để rồi tôi gọi nó là thủ pháp lục khí nha. Thì quý vị áp dụng thử, quý vị sẽ thấy mặt nó chuyển một cách lạ lùng lắm. Và quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ email cho tôi thảo_đặng5. Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ chúng ta thực hành giám huyệt ở đây.
Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta đi qua cái phần thủ pháp lục khí. Thủ pháp lục khí như đã giới thiệu trong phần giới thiệu thì chúng ta nói về cái bộ âm thổ và âm châm. Nào bây giờ chúng ta nhìn trên bàn tay nha. Nào bây giờ chúng ta xem. Cái âm thổ âm châm thì chúng ta đã biết là phần này thuộc âm và phần này thuộc dương. Vì nó thuộc về âm thổ cho nên chúng ta sẽ lấy kinh Tỳ nha. Thì nó đại biểu cho ngón chân tay trỏ bên trong, nó đại biểu cho Tỳ. Thì chúng ta có tĩnh, vinh. Chúng ta sẽ không có huyệt du nha. Thì chúng ta đây là huyệt hợp. Thì chúng ta thấy kinh Tỳ, kinh phế thì kinh Tỳ nó sẽ là huyệt hợp. Thì ở giữa huyệt du và huyệt hợp, tức là huyệt kinh, chúng ta sẽ có huyệt kinh. Rồi thổ và thử, thử tức là cái kinh tâm, nó sẽ không có huyệt nào hết. Như vậy là chúng ta sẽ có ở trên kinh phế, chúng ta sẽ có huyệt du. Kinh tâm bào, chúng ta có huyệt du. Ở trên kinh, cái này ở bên ngoài là tâm tiêu, bên trong là kinh can, chúng ta sẽ có huyệt du. Và ở bên ngoài này là tiểu trường, bên trong này là thận, chúng ta sẽ có huyệt du. Và đồng thời chúng ta sẽ sử dụng huyệt thổ. Huyệt thổ thì chúng ta thấy ở trên kinh phế, huyệt thổ của nó sẽ là huyệt hợp. Rồi ở trên kinh tâm bào, huyệt thổ của nó sẽ là huyệt tĩnh. Rồi ở trên kinh, kinh trên kinh can, phải không ạ? Ở trên kinh tâm không có. Như vậy là thử mộc hỏa thổ, thì như thế nó sẽ là huyệt kinh, là trên kinh tiểu trường, kinh thận. Đấy. Bây giờ chúng ta xem thử xem là ở trên kinh hỏa, tức là tiểu trường, nó sẽ có hai huyệt hợp nha. Thì đại trường đi với Tỳ, nó sẽ huyệt hợp của kinh đại trường nha. Như vậy là nó thuộc về ngón tay út. Như vậy là kinh tiểu trường huyệt hợp. Và trên kinh tâm nó sẽ có hai ngón tay út, hai huyệt hợp. Chúng ta thử xem, đếm xem nó có đủ 14 huyệt hay không. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Còn thiếu một huyệt nữa. Không. Chúng ta sẽ còn thiếu một huyệt nữa. Chúng ta sẽ có kinh ngón tay trỏ, chúng ta có 4 huyệt. Ở kinh phế chúng ta có 2 huyệt. Ở trên kinh tâm bào lạc chúng ta có 2 huyệt. Ở trên kinh can chúng ta mới có một huyệt thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có huyệt vinh. Và sẽ có huyệt vinh. Như vậy thì chúng ta có 14 huyệt đầy đủ. Thì thưa quý vị, vừa rồi tôi đã dịch trình bày cái bộ âm thổ âm châm. Thì nếu như quý vị có gì thắc mắc thì xin cứ trực tiếp email cho tôi, Thảo Anh Tư Sư Cô Hà Tạng Năm. Xin chân thành cảm ơn quý vị.